ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Hội ban nhân dân tỉnh, đã tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn vướng mắc cần giải quyết. Lãnh đạo các địa phương, các sở ngành liên quan và các đơn vị doanh nghiệp cùng tham dự. Tại buổi làm việc, công ty Hasfarm nêu lên khó khăn trong việc cấp giấy phép môi trường tại khu vực sản xuất ở huyện Lâm Hà. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiếp nhận thông tin và cho biết Hồ sơ này chưa hết thời hạn xử lý và đang tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ để đi đến kết quả cuối cùng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tai Hồ Sinh tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã hết hạn cấp phép đầu tư 3 năm vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Đến nay, xin gia hạn để tiếp tục sản xuất kinh doanh ở vị trí hiện tại. Tuy nhiên, tại khu vực nhà xưởng của công ty lại đang nằm trong quy hoạch thực hiện dự án đô thị Liên Khương Brand, nên không thể gia hạn như yêu cầu công ty. Vì vậy, các ngành chức năng Lâm Đồng hướng dẫn doanh nghiệp tìm vị trí mới thuê đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Trên dự án thủy điện Cam Ly của công ty Việt Hưng đang vướng mắt trong chuyển nhượng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Minh kiến nghị về việc ký hợp đồng với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng để thi công xây dựng đường DH3 và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đường DH3 huyện Đức Trọng là loại hợp đồng có điều chỉnh về giá. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã có nhiều biến động về giá. Tuy nhiên đến nay rút kiệp vẫn chưa được điều chỉnh giá theo hợp đồng. Vì vậy, hai rút kiệp đề nghị xem xét thông qua chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng của gói thầu theo quy định của pháp luật ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu hai bên cần có sự thương lượng, thỏa thuận hợp đồng để đi đến thống nhất trong việc điều chỉnh giá hợp đồng. Thông qua buổi làm việc với sự tham gia ý kiến cụ thể của từng sở ngành và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã có phần quan trọng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp phải, từ đó giúp các đơn vị có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.